Hi, Nihongo Winkushima Shonen, Yoroshiku Negashimasu. Hi, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái cách mà mình hỏi cái vật này có phải là của bạn không. Thì mình hỏi là, ví dụ như mình hỏi một quyển sách này có phải là của bạn không? Kono hon wa anata no desu ka? Thì khi mà mình hỏi như vậy á, thì bạn sẽ hình dung hôm nay mình sẽ học là kono, sono và ano. Như vậy bạn thấy được là kono, sono, ano thì nó cũng không khác gì với kore, sore và are các bạn. Như vậy thì bạn hình dung ha, cái này có phải gì đó là kore wa, thì khi mà cái kia thì là sore wa, và cái đằng kia xa hai đối tượng của xa mình và đối tượng của mình thì sẽ là are wa. Nhưng mà hôm nay mình học quyển sách này nè là kono hon. Như vậy bạn hình dung là sao chữ kono của mình phải có danh từ mới được, còn sao kore của mình là phải có chữ wa. Như vậy dễ hình dung ha các bạn. Rồi như vậy thì đây quyển sách này nè là kono hon, quyển sách kia kia sono hon. Khi mà cái quyển sách đó mà xa cả bạn và đối tượng của bạn đang nói chuyện với nhau thì mình nói là ano hon, ano hon. Như vậy bạn dễ hình dung ha. Còn kore là phải có quá ha, sore cũng có quá mà are cũng phải có quá. Rồi bây giờ mình quay trở lại cái kono hon. Thì bây giờ bạn hỏi cái quyển sách này có phải là của bạn không? Kono hon wa anata no desu ka? Như vậy anata no là đối tượng của mình, anata no desu ka? Ok, như vậy bạn dễ hình dung ha. Rồi vì vậy thì bây giờ mình hỏi, ví dụ mình hỏi konohasami, cái kéo nè, konohasami wa anata no desu ka? Konohasami wa anata no desu ka? Khi mà mình hỏi cái viết konoboruben wa anata no boruben desu ka? Như vậy thì anata no desu ka hoặc là anata no boruben desu ka đều được các bạn, mình lặp lại vẫn không sao. Rồi hoặc là mình nói konobotoru wa anata no desu ka? Kono bottle wa anata no desu ka? Cái chai nước này có phải là của bạn không? Như vậy là của bạn thì mình nói là anata no ha. Rồi hoặc là kono bottle wa anata no desu ka? Hoặc là mình hỏi kono osake, osake rượu nè các bạn. Kono osake wa anata no osake desu ka? Hoặc là kono osake wa anata no desu ka? Điều được ha các bạn. Ok. Rồi khi mà mình nói là không quá, không quá. Iye iye, như vậy là mình phủ định ha. Iye iye chiaimasu. Iye iye chiaimasu là không phải đâu. Iye iye chiaimasu. Ví dụ như mình nói cái này là của bạn, cái này là của bạn bạn ngân sàng đi, thì mình nói ngân sàng no desu. Như vậy ta, mình khi mà mình dùng một cái người nào đó và bạn cộng cho chữ no cuối thì đó là của người ta ha. Ví dụ như của ngân thì sẽ là ngân sàng no desu, của giáo viên á, sensei, sensei no desu. Rồi hoặc là mình nói là của cha tôi á, watashi no chichi desu, watashi no chichi desu. Ok, như vậy thì khi bạn nói thì ra là vậy, so desu ka, so desu ka, thì thế là mình nói được tiếng Nhật rồi. Như vậy mình ví dụ lại một lần nữa ha. Kore wa anata no hon desu ka? Kore wa anata no hon desu ka? Iye iye chigaimasu, chigaimasu. Lansan no desu, lansan no desu, của bạn Lan á. So desu ka, so desu ka. Đó, thế là bạn có thể nói được rồi. Ok, hoặc là mình hỏi cái kéo này có phải của bạn không? Kono hasami, hasami nha các bạn. Kono hasami wa anata no desu ka? Iye iye chigaimasu. Mi san no desu. Của bạn Mi đó, Mi san no desu. So desu ka. Hoặc là so desu ka. So desu ka. Kono bottle wa anata no desu ka? Kono bottle wa, cái chai này có phải là của bạn không? Kono bottle wa anata no desu ka? Hoặc là mình hỏi cái rượu trong đây có cái chai rượu này là mình nói chung chung ha, cái rượu này có phải là của bạn không? Kono sake wa anata no desu ka? Anata no desu ka? Mình nói iye chigaimasu. Thì mình nói là của cha tôi đó, watashi no chichi. Watashi no chichi no desu, watashi no chichi no desu. Đó. Hoặc là khi mà mình chấp nhận hai so desu, khi mà mình nói đúng rồi đó, cái chai nữa này của cái chai rượu này của tôi đó. Đó thì mình sẽ nói hai so desu. Rồi như vậy thì thế là mình nói được tiếng Nhật thôi. Hy vọng là các bạn cứ thoải mái tinh thần, và khi mà mình học tiếng Nhật mình cứ thoải mái, càng thoải mái thì các bạn càng nhớ những cái từ vựng mà nó đơn giản nhất và trong cái đàm thoại mà mình có thể dễ sử dụng nhất. Chúc các bạn học bài tốt thôi. Tạm biệt.